Biên kịch Đỗ Chính Triết, Lộ Ý Á. Đạo diễn Trương Giai Hiền. Giám chế Lưu Thu Bình. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Châu Khải Dĩ trong vai Hà Hiếu Huyền, Lý Duy Duy trong vai Tưởng Hiểu Thiến, Lam Quân Thiên trong vai Bạch Thiệu Kỳ, Chu Thái Thi trong vai Hạ Dĩ Tình, Thiệu Tường trong vai Cao Định Á, Tôn Kỳ Quân trong vai Hà Hiếu Khang, Đinh Xảo Duyên trong vai Hứa Đồng, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Dù tôi là đàn ông, nhưng về yoga trên không, tôi cũng thuộc loại rất giỏi. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho cô, như vậy cô sẽ không cảm thấy quá khó. Anh biết yoga trên không, rõ ràng chính nhân cơ hội ra dễ với con gái. Đáng ghét, chỉ biết nhắm vào các cô gái. Môn này nhìn có vẻ rất khó. Thật ra không khó chút nào. Chỉ cần thuần thục các kỹ năng, cô sẽ nhanh chóng trở thành bậc thầy của yoga trên không như tôi. Sao em lại ở đây? Phải, rất là trùng hợp. Em vừa nghe anh nói anh rất giỏi yoga trên không mà. Phải. Vậy thì tốt quá. Em hiếm khi gặp được đối thủ. Anh cũng vậy. Vậy chúng ta thi đấu đi. Hả? Anh không cần khách sáo với em, cũng không cần phải nương tay với em. Thi nào. Cũng không tệ. Không tệ. Phải rồi, em nghe nói là có động tác gọi là treo ngược ngựa xuống. Có thể dạy cho em không? Khó quá. Treo ngược à? Đừng có hẹp hò như vậy, gái đẹp đang nhìn anh kìa. Được, treo ngược, được. Thấy sao? Cũng lợi hại quá. Dĩ nhiên rồi, em làm như vậy. Làm như vậy sẽ quấn người anh. Cho anh xuống đi. Không có quấn người anh đâu. Đây là chiêu mới của em. Anh có biết tên là gì không? Tên gì? Trói mình trong kén. Hạ Dĩ Tình, cho anh xuống đi. Cậu nhẹ nhàng một chút đi có được không? Cậu gọi là thiếu trao dồi có hiểu không? Nhìn cậu cũng cao ráo đẹp trai. Không ngờ cậu ngoài mạnh trong yếu. Cậu, cái gì vậy? Mình thấy
Cậu đến tập yoga trên không và xoay người như vậy thử xem. Mình không tin là cậu không bị như mình. Đây, người ta dùng tình yêu để viết nhật ký. Cậu thì giữ tình, dùng miếng cao dán để ghi lại tình yêu. Bị như vậy không còn là anh em nữa sao? Mình thấy rất vui. Còn ở đâu nữa? Ở đây. Có cần mạnh tay như vậy không? Cậu đáng bị như vậy. Ở trước mặt bạn gái còn nhìn cô gái khác. Cậu thiệt tình. Cậu làm sao vậy? Đàn ông là động vật yêu bằng mắt mà. Nhưng mà khi đã có bạn gái rồi, phải biết dán mắt mình lại. Có cần phải hành hạ bản thân mình như vậy không? Đó gọi là chung tình cao đỉnh á. Phải. Thế giới này cậu là chung tình nhất. Chỉ là tán gẫu với gái một chút thôi mà, sao phải tự hành hạ mình như vậy? Trước đây cô ấy nhìn trai đẹp, tôi vẫn luôn đi bên cạnh, có sao đâu. Ngay người làm gì? Nhanh lên, dán tiếp đi. Chỗ này, phía trên bên phải, được rồi. Hiếu Khang, bộ em bị chó được sao? Không phải. Có chuyện như vậy? Gần đây em luôn cảm thấy kỳ lạ, giống như cảm giác có gì đó xung quanh mình. Vẫn chưa đến tháng 7, em có cần phải nhạy cảm như vậy không? Cậu bé Thiên Nhi không phải là kiểu đó. Là kiểu cảm giác bị theo dõi. Bị theo dõi? Ý em là giống như kiểu bị người ta theo dõi à? Gần giống như vậy. Có phải cảm giác có người nhìn mình từ phía sau, như là gai mọc sau lưng không? Phải, anh định á. Chính là cảm giác anh vừa mới nói. Làm sao cậu biết? Xin lỗi, dĩ nhiên rồi. Thường mình có rất nhiều cô gái nóng bỏng theo dõi mình từ phía sau. Hiếu Khang, chúc mừng em có fan hâm mộ rồi. Không phải cảm giác bị fan theo dõi. Em cũng không biết giải thích ra sao. Chỉ là thấy khó chịu thôi. Vậy thì Hiếu Khang, em mấy ngày nay em phải cẩn thận khi ra ngoài. Khi nào cần giúp đỡ thì nhớ gọi cho anh. Được rồi, cảm ơn anh. Em về phòng trước đây. Được rồi. Không sao, không sao. Mau về phòng đi. Gì vậy? Muốn dán ở đâu nữa? Cậu thương em của cậu quá. Nhảm nhí, nó là em của mình. Dĩ nhiên mình phải thương rồi. Vậy còn mình, anh, chỗ này của em còn một miếng chưa dán. Dán giùm em đi. Em rất cần dán miếng dán yêu thương. Được rồi, ở đâu? Miếng dán yêu thương của Hiếu Quyền. Chỗ này, nhanh lên. Làm ơn, đưa vai của cậu lên. Ở đây, ngay chỗ cổ. Ở đây. Ôi, nhẹ tay một chút có được không? Cậu đừng có mạnh tay như vậy. Tại sao lần nào cậu cũng... Không phải cậu nói muốn mình chăm sóc như là chăm sóc em trai sao? Phải, còn ở đâu nữa? Không cần, không cần. Miếng cuối cùng làm mình đau đầu quá. Anh vẫn còn nhớ chỗ này sao? Dĩ nhiên là nhớ. Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cũng là nơi đầu tiên anh bắt chuyện với em. Sau đó bị em bị hữu tình đánh một trận. Lúc đó em đánh rất là mạnh tay. Tại vì em và Dĩ Tình tưởng anh là kẻ xấu, đã theo dõi tụi em cho nên mới đánh anh. Nhưng khi em và Dĩ Tình chung tay thì đánh rất mạnh. Hoàn toàn không cần có người bảo vệ. Ngược lại còn gây nguy hiểm cho ai đến gần em. Lúc đó em thật sự rất dữ, rất độc lập. Có phải tại vì ít khi ở bên cạnh cho nên anh mới quên bên cạnh còn có em không? Hiểu Thiến, anh thật sự không có. Bỏ đi. Chúng ta đã nói sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng khơi lại chủ đề này nữa. Không biết cửa hàng tàu hủ trước đây còn không? Chúng ta đến đó coi thử đi.
Được, anh sẽ gọi cho em món tàu hũ đậu phộng mà em yêu thích nhất. Thư ký Lý Kiệt. Sao vậy? Không sao. Tại sao anh không nghe máy? Vì em quan trọng hơn công việc. Nhưng là cuộc gọi từ công ty. Nếu như có việc gấp thì sao? Không sao đâu. Anh gọi lại đi. Được rồi, em chờ anh một lát nhé. Lý Kiệt, tìm tôi có chuyện gì? Những người bên dưới đang hỏi tại sao lại muốn rút lại kế hoạch quảng cáo của công ty Thẳng Dương ạ. Tôi đã nói lại với các cậu nhiều lần rồi, yêu cầu và ngân sách của khách hàng phải hết sức chú ý. Tuy Thẳng Dương là công ty lớn, nhưng mà ngân sách quảng cáo của họ cũng quá eo hẹp. Tính toán lại cho tôi, gửi đến căn phòng của tôi vào sáng mai. Được rồi, tạm biệt. Bên kia phải không? Ông xã, lễ tình nhân, em sẽ làm một bàn tiệc thịnh soạn cho anh về. Anh đến công ty rồi. Ai nhắn tin vậy? Là chồng của con. Anh ấy nhắn là đã đến công ty rồi. Bây giờ anh ấy sẽ báo với con anh ấy đi đâu và làm gì. Vậy thì tốt quá. Chúc mừng con. Cảm ơn mẹ Cao. Thật là ngại quá. Rõ ràng đã nói là nghỉ việc mà lại còn mặt dày quay lại. Chuyện đó có sao đâu. Cho dù con có làm quản lý chỗ này hay không thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Con xem, con còn chu đáo và đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món tráng miệng và bữa trà chiều cho mọi người. Cô cảm thấy rất là vui. Cô cũng vui có đúng không? Tôi cũng ổn. Cô để cho anh ấy quay lại công ty thật sao? Thật ra tôi nghĩ đàn ông nghiêm túc trong công việc, rất đẹp trai. Tôi thích cách anh ấy tập trung vào công việc. Chỉ không biết là anh ấy tập trung trong bao lâu, thì quên mất sự tồn tại của cô, có phải không? Bây giờ thì không đâu. Hôm nay anh ấy đưa tôi đến những nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu. Hơn nữa anh ấy còn nhớ lại mọi chuyện. Rồi tiệm tàu hũ trước đây mà tôi thích ăn vẫn còn đó. Chúng tôi còn đi ăn tàu hũ đậu phộng trân châu nữa. Cô nhìn đi, vẫn là tôi có cách. Bùa nước và bùa chú thầy cho tôi thật sự rất hiệu nghiệm. Lần này tốt rồi. À phải rồi, hôm nào tôi phải đi một lần nữa. Tôi phải xin cho Định Á mấy lá bùa này để nó sử dụng, xem có thể tiến triển nhanh hơn với bạn gái của nó hay không. Cô làm ơn đi. Cô tưởng Dĩ Tình sẽ sẵn sàng lột trần cơ thể của cô ấy để cho cô vẽ lên người sao? Có gì khác biệt đâu, đều là phụ nữ. Hơn nữa, tôi còn là trưởng bối của Dĩ Tình. Cho dù cô là trưởng bối cũng không có nghĩa là cô ấy sẵn sàng khỏa thân với cô. Cũng phải. Không sao. Bây giờ chuyện của Hiểu Thiến đã được giải quyết và chúng ta vui rồi. Giải quyết chỉ là tạm thời thôi. Chỉ là đánh vào sự áy náy của người đàn ông. Không thật sự đó là một giải pháp. Sao cô không thể nói lời tích cực chứ? Làm ơn đừng có bi quan như vậy nữa. Hết cách rồi. Tôi là người luôn bi quan về tình cảm. Thật ngưỡng mộ giai năm chính. Có khả năng xuyên không và xuyên thời gian. Như vậy có thể thay đổi những khoảnh khắc không tốt đẹp trong cuộc sống. Nếu có thể, anh cũng muốn có khả năng này. Như vậy sẽ không làm. Không làm những chuyện khiến cho em tổn thương.
Cảnh này là cảnh rất quan trọng, hay lắm, em đừng bỏ lỡ. Ông xã, thật ra anh không cần vô với em đâu. Không sao, anh muốn đưa em đi làm, nhân tiện coi khách trọ của em, nhờ họ chăm sóc em giùm anh. Mấy chị Tú Quỳnh, họ rất lo cho em. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, hôm trước anh xin nghỉ phép, hôm qua thì về sớm đột xuất, không phải anh muốn nghỉ việc đó chứ? Tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ mà khiến công ty mất đi một nhân tài. Tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý. Được, muốn giữ tôi lại cũng được, nhưng mà tôi muốn xin được chuyển về Đài Bắc. Anh có biết anh làm như vậy có nghĩa là từ bỏ điều gì không? Tôi biết chứ. Từ bỏ vị trí tổng giám đốc chi nhánh ở công ty Thượng Hải. Nhưng mà tôi kiên quyết rồi. Tôi biết rồi. Tôi mong là chút nữa sẽ gặp lại anh trong cuộc họp thường kỳ. Tôi sẽ đi làm đúng giờ. Chút nữa gặp lại. Anh muốn chuyển về Đài Bắc thật sao? Anh cố gắng làm việc như vậy không phải là vì vị trí tổng giám đốc ở Thượng Hải sao? Nếu như vậy thì anh không muốn mất em. Có được không? Em đâu phải là công chúa. Em phải. Đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp họ. Có phải nên mua quà gì đó không? Không cần đâu. Mẹ Cao và chị Tú Quỳnh sẽ không để tâm mấy chuyện này đâu. Hơn nữa sớm như vậy anh đi đâu mua quà chứ? Hình như cũng đúng. Con người họ tốt lắm, cho nên anh không cần phải lo. Họ sẽ nói chuyện với anh. Nghe Hiểu Thiến nói, mọi người rất quan tâm đến cô ấy. Cảm ơn mọi người. Không cần đâu. Hiểu Thiến nhà anh dịu dàng tỉ mỉ, lại đảm đang. Chúng tôi đều rất thích cô ấy. Có điều là hơi khờ một chút, cho nên dễ bị lừa. Cô đừng có nói như vậy chứ. Mặc kệ cô ta đi. Cô ta bị huyết áp thấp, sáng nào cũng vậy. Sáng nào cũng kỳ cục như vậy đó. Vậy sao? Nếu như vậy sau này tôi sẽ chuẩn bị cho chị Tú Quỳnh nhiều thực phẩm giàu chất sắt, vitamin C và acid folic nữa. Cảm ơn cô. Không có gì. Hiểu Thiến à, vậy cô hỏi con, nói như vậy thì con sẽ không rời khỏi chỗ này đâu, có phải không? Hiểu Kỳ nói anh ấy sẽ ở lại Đài Loan. Như vậy thì con có thể tiếp tục ở lại đây làm việc rồi. Vậy thì hay quá, hay quá. Vậy sau này phiền hai vị quan tâm đến Hiểu Thiến nhiều một chút. Không thành vấn đề, cậu không cần phải lo. Hiểu Thiến, nãy giờ cô nhìn kỹ chồng của con, đẹp trai ngất ngây luôn, lại rất có cá tính nữa. Người ta nói rồi, hoa càng đẹp càng dễ bị dụ, đại loại là như vậy.
Dụ cái gì chứ? Không phải là cô không thích Hoa hay sao? Cô bị dị ứng với Hoa mà. Từ khi nào mà cô sành sỏi như vậy? Đừng có nói bậy. Cô đâu có biết trồng hoa. Đừng nói gì nữa. Phải, vậy thì trồng cỏ thôi. Hiểu Thiến à, lần sau cô ra chợ mua giùm tôi một chậu cây bắp ruồi nhé. Được. Không còn sớm nữa, anh phải đi làm đây. Em tiễn anh. Được rồi. Mẹ Cao, chị Tú Quỳnh, tôi xin phép. Đi cẩn thận nhé. Cảm ơn, không tiễn. Anh đi làm đây. Anh lái xe cẩn thận. Chào anh, đi làm sao? Phải. Đúng rồi. Tôi đang có dự án này muốn bàn với anh, nhưng mà khách hàng muốn coi tập tác phẩm của anh trước. Không thành vấn đề, chút nữa tôi đem qua đó. Không cần phiền phức, tiện đường, tôi chở anh. Sẵn tiện, đem tập tác phẩm của anh về công ty luôn. Có phiền lắm không? Không phiền đâu. Được rồi, vậy mình đi thôi. Bà xã, anh đi nhé. Anh cẩn thận đó. Tạm biệt. Nè, Hiểu Thiến, ngồi xuống đây. Mẹ Cao hỏi con, lúc nãy cô nghe nói chồng của con cậu ấy đi làm. Nói vậy là cậu ấy không rời khỏi công ty, có đúng không? Tưởng Hiểu Thiến, cô khờ thêm chút nữa cũng được. Chồng cô như miếng thịt được cô đặt kế bên con sói kia, rõ ràng đang mời cô ta ăn mà. Tôi tin vào Thiệu Kỳ, anh ấy sẽ không đâu. Tôi nói cho cô nghe, cô thà tin trên đời có ma cũng đừng tin miệng lưỡi đàn ông. Được rồi, cô đừng nói mấy câu này nữa, làm Hiểu Thiến sợ đó. Hiểu Thiến, mẹ Cao nói cho con nghe, lúc nãy cô thấy chồng của con, cậu ấy cũng thật lòng mong muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với con. Nếu quả thật là như vậy thì cô nghĩ hay là con sinh con đi. Sinh con à? Phải. Nếu như hai đứa có con, vậy thì gia đình của con sẽ càng viên mãn hơn. Đàn ông một khi có con, gánh nặng trên vai, họ sẽ càng ngày càng có trách nhiệm hơn. Vậy nhà này không phải là ổn rồi sao? Trước đây con cũng muốn sinh em bé lắm. Có điều Thiệu Kỳ thật sự rất bận. Coi con kìa, con bé ngốc này. Chồng của con chỉ lo làm việc, con mới không có thời gian đậu thai. Không sao đâu, dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng ở Đài Loan. Con và cậu ấy có thể có thời gian, cứ tự nhiên, cứ từ từ. Còn nữa, cô có quen với một thầy thuốc đông y, tay nghề người ta hay lắm. Cô đưa con đi, mình cân bằng cơ thể của mình trước, chuẩn bị cho tốt, rồi chuẩn bị mang thai và làm mẹ thôi. Cũng như con thực hiện cú ném 3 điểm vậy đó. Làm sao bách phát bách trúng. Trời đất, nếu như con cái có thể trói được trái tim của đàn ông thì trên đời này làm gì có nhiều gia đình đơn thân tới như vậy. Cô im đi. Bác sĩ đông y kia cũng không xa. Bữa nào mình hẹn gặp nhé. Dạ, mình đi chung đi. Dạ. Xong rồi. Cảm ơn. Tác phẩm trong này đều do tôi tự chọn, tương đối phù hợp với khách hàng mà anh nói. Hiểu tính cách, giá thành, còn có tư duy tiếp thị, lại còn có thể trong một thời gian ngắn, tùy theo từng khách hàng cung cấp tư liệu khác nhau. Tôi tin là sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để hợp tác. Rất nhiều cơ hội. Sáng nay tôi đã xin chuyển về Đài Bắc luôn rồi. Anh chuyển đi đây sao? Mấy năm nay, tôi cứ lao đầu vào công việc mà bỏ quên Hiểu Thiến.
để cô ấy một mình gồng gánh cái gia đình này. Tới lúc tôi phải trở về bên cạnh cô ấy nhiều hơn rồi. Như vậy thì tốt quá, vợ chồng mà, vốn dĩ phải ở chung với nhau. Thấy hai người làm quà, tôi rất là vui. Anh biết tôi và Hiểu Thiến cãi nhau à? Tuy tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Hiểu Thiến thật sự rất buồn, không ngừng tự trách bản thân. Có phải là do mình không đủ tốt, không phải là người vợ đủ tiêu chuẩn, thậm chí vì anh mà đã từ bỏ công việc ở Vui Sống số 1, theo anh đi Thượng Hải. Cô ấy thiệt tình, sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại tự trách mình chứ? Thiệu Kỳ, tuy nói đằng sau một người đàn ông thành công chắc chắn có một người phụ nữ vĩ đại, nhưng mà đàn ông chúng ta lúc xông pha cũng đừng quên người phụ nữ ở phía sau cũng đang âm thầm cố gắng. Cảm ơn anh, tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ không làm Hữu Tiến đau lòng nữa. Vậy thì tốt. Cảm ơn nhé, tôi về trước đây. Được, tạm biệt. Đúng rồi Thiệu Kỳ, cảm ơn anh đã coi trọng ekip làm việc của tôi. Hiếu Quyền, mình có phải là bạn bè không? Đương nhiên rồi, sao lại hỏi như vậy? Tôi có chuyện này hơi không phải, anh nói đi. Chiều Thiến lúc nào cũng nghĩ tới cảm nhận của tôi mà quên đi bản thân. Có rất nhiều chuyện cô ấy sợ tôi lo lắng, cứ để trong lòng, không chịu nói ra. Dĩ Tình cũng hay cảnh cáo tôi. Tôi muốn nhờ anh, sau này nếu như Hiểu Thiến có chuyện gì không vui, anh có thể nói cho tôi biết có được không? Tôi mong không có lúc đó. Cũng đúng. Cảm ơn anh. Tôi về trước đây. Được rồi, tạm biệt. Juliet thân yêu, sao nàng vẫn luôn xinh đẹp đến như vậy? Không lẽ là cái chết của Hư Vô, quái vật kỳ quặc gớm ghiếc kia cũng là một kẻ đa tình, cho nên mới giấu nàng ở trong hang động u tối làm tình nhân của hắn? Sao để tránh những chuyện như vậy xảy ra, ta sẽ ở bên nàng mãi mãi, không bao giờ rời khỏi cung điện. Với đêm tối dài dằng dặc này, ta phải ở lại đây cùng với thị nữ của nàng, cùng với những con voi bọ này, và yên nghỉ mãi mãi. Từ đây, thân xác phàm trần mệt mỏi của ta sẽ thoát khỏi xiềng xích của số phận tồi tệ. Tên nhóc Romeo này mới 14 tuổi mà bắt chước người ta chết vì tình. Ngươi có thấy có lỗi với cha mẹ của mình không? Đồ bất hiếu. Nhưng mà tình yêu có thật là kinh thiên động địa, chết cũng không thay đổi không? Cái gì mà tình yêu? Con muốn yêu đương sao? Đâu có, con đang đọc kịch bản thôi. Con chỉ muốn tưởng tượng một chút tâm trạng của Romeo lúc đó. Như vậy thì lúc tập sẽ dễ quá thân vào nhân vật hơn. Con còn tới đoàn kịch đó nữa hay sao? Sau này đừng đến nữa. Sao vậy ba? Con đang ở đoàn kịch bình thường mà. Ba nói đừng đến là đừng đến. Từ nay con cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lại lung tung nữa. Con không thích. Con cứ đến đó. Tên nhóc Hà Hiếu Khang này không tự biết thân phận, rảnh rỗi là giặt lá tìm sâu, làm khó chỗ này kiếm chuyện chỗ kia, dám kiểu này kiểu kia, kiểu kia kiểu này với con sao? Kiểu này kiểu kia kiểu này cái gì? Chỉ là chục chút thôi mà, làm khó con gái của ba là không được. Có chục cũng không được là cái gì? Cái gì mà chục? Hắn chục con rồi sao? Hắn làm sao? Có phải là như vậy không? Không phải bà hỏi chuyện này sao?
Ba, ba làm cái gì vậy? Ăn hiếp con gái của ba. Cậu muốn chết rồi. Cậu Lực, ra tay được rồi. Ba, ba kêu anh Lực ra tay cái gì chứ? Con không cho phép ba đụng tới Hà Hiếu Khang. Không kịp nữa rồi. Đã ăn hiếp con gái của ba thì hắn phải trả giá thôi. Hà Hiếu Khang, nhanh nhẹn thật đó. Nhìn thấy cô chủ còn biết dừng lại kịp, khá lắm. Đại ca, bàn đạp của tôi rõ ràng đã đạp hết cỡ rồi. Sao lúc này nó mất kiểm soát vậy? Cậu không biết sang số sao? Sang số? Sang số sao? Cậu không phải là thuộc binh xuất ngũ hay sao? Nhưng mà là, nhưng mà tôi trong liên đội hậu cần xuất ngũ. Cậu liên đội hậu cần? Đại ca, tôi nói thật mà. Cô không sao chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Tôi say thật rồi. Hứa Đồng, Hứa Đồng, ngất xỉu còn tươi cười được như vậy. Khoảnh khắc này mình chợt hiểu cái gì là tình yêu tới chết cũng không thay đổi. Rốt cuộc là sao vậy? Cậu hỏi em trai của cậu đi. Hỏi cậu ta coi cậu ta đã làm chuyện gì hay ho rồi. Một gã đàn ông dám làm chuyện này mà không dám nhận sao? Tôi đã nói đó là tai nạn mà. Làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy? Ba, đó là tai nạn thật mà. Không thể nào. Chủ tịch Hứa, xin hỏi rốt cuộc đã có hiểu lầm như vậy? Em trai của cậu lén hôn con gái của tôi, đó là tai nạn. Được, nếu như hai đứa đã kiên quyết như vậy, vậy chúng ta tái diễn lại hiện trường của vụ án đi. Lúc đó tôi đang ngồi như vậy, sau đó thì bắt đầu coi DVD. Tôi vừa coi, vừa giảng tâm lý nhân vật ở trong đó cho Hứa Đồng nghe. Sau đó thì sao? Sau đó có một đoạn hai người diễn cảnh nhìn vào mắt nhau. Còn mới nhìn vào mặt của Hiếu Khang để tìm cảm giác đó. Ai ngờ anh ấy tự nhiên quay lại, làm con hết hồn. Miếng khoai tây mới bị rớt xuống đất. Thì là, chờ đã, tại sao lúc cô thấy tôi quay qua nhìn cô lại hết hồn? Bởi vì tôi, đừng có lạc đề nữa, kể tiếp đi, kể trọng tâm. Trọng tâm là tôi bị bệnh ưa sạch sẽ, nhìn thấy miếng khoai tây rớt xuống đất, tôi mới cúi xuống lượm lên. Con cũng thấy ngại quá, cho nên mới cúi xuống lượm nó lên. Sau đó thì đầu của chúng tôi đập vô nhau như vậy, rồi tôi mới ngẩng đầu lên. Dừng. Đồng, qua đây, nhanh lên. Cậu Lực, vô thay thế cho nó. Tôi sao hả? Dạ. Tiếp tục. Đầu của chúng tôi mới đập vô nhau như vậy. Sau đó thì đạo diễn Hà, cậu coi đi, vậy có giống không? Có cố ý không? Cậu có thấy đây là tai nạn không? Chủ tịch Hứa,
Chuyện này thì tôi tin em tôi và con gái của ông. Họ nói tai nạn thì chắc là tai nạn thôi. Ba, hai người họ tách ra được chưa? Vậy bây giờ không sao rồi chứ gì? Được, tôi có thể thừa nhận đây là một tai nạn. Nhưng mà cậu ta phải chịu trách nhiệm. Tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ? Bắt đầu từ bây giờ, bất kể là tập giải thích gì, cũng phải cách xa con gái của tôi 10 thước. Ba, như vậy làm sao tụi con tập kịch được? Đó là chuyện của cậu ta. Ba, ba đừng có vô duyên như vậy nữa. Sau này cuộc sống của con cũng không cần ba phải lo. Ý của con là sao? Ý của cô chủ chắc là không muốn nhận ba nữa đó. Sao? Không sai. Con, cậu, tôi, con gái, con gái. Cậu, ông về nha chủ tịch. Không phải đang coi DVD sao? Sao tự nhiên lại lòi ra chuyện này? Sao em biết được chứ? Khăn đâu rồi? Hình như là nấu quá nhiều rồi. Có người không ăn tối, thiệt làm cho người ta lo lắng. Đủ rồi đó. Còn giận nữa là huyết áp cao lên. Ba coi chừng căng thẳng quá đó. Con trù cho ba chết có phải không? Ba không giận nữa thì đâu có sao đâu. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba, 10 mét đó. Ba có biết chỗ tập tụi con cỡ nào không? Ba mặc kệ. Ai mà biết ngày nào tên nhóc đó lại cố ý, như là không cẩn thận, rồi thì tai nạn, để đụng vào con nữa chứ. Con sẽ bảo vệ bản thân mình. Như vậy được rồi chứ gì? Vậy tô mì này, ba có ăn hay không? Ăn, đương nhiên là ăn rồi. Con gái của ba lần đầu tiên vô bếp làm mì cho ba ăn, dĩ nhiên là ba phải ăn rồi. Sao hả ba? Có ngon không? Ngon chứ. Chỉ là có điều hơi lạc một chút. Con quên bỏ muối rồi. Không sao, ăn thanh đạm cũng tốt. Ba, cái lò nướng trong bếp con làm hư rồi. Con nấu mì thì liên quan gì tới lò nướng vậy? Đúng vậy. Kỳ cục thật đó, con cũng không biết tại sao. Cả cái lò vi sóng cũng hư rồi. Rồi cái nồi gan đúc tráng men, thêm bộ chén sứ nữa. Tất cả đều. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy thì tốt. Vậy thì quà mình tặng cậu chắc là có cơ hội lên sóng rồi. Cái gì vậy? Đồ ngủ gợi cảm sao? Dĩ Tình à, mình hình như có chút chướng ngại. Chướng ngại. Cho nên cậu muốn nói hai người vẫn không có cái kia có phải không? Mình như vậy có phải là rất sai không? Đó không phải là lỗi của cậu. Đó là do Bạch Thiệu Kỳ sai. Nhưng mà mình biết, thật ra có nhiều khách hàng tới chỗ của mình cũng có tình trạng giống như cậu. Họ cũng có nỗi khổ y như vậy. Vậy cậu cho họ lời khuyên gì? Ôm đối phương là bước thứ nhất để xây lại niềm tin. Còn lại chỉ có thể giao lại cho thời gian. Nhưng mà nếu lỡ như thời gian lâu rồi, Thiệu Kỳ anh ấy, nếu như cậu đã quyết định cho Thiệu Kỳ và cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, vậy thì cậu càng phải học cách tin vào anh ấy, tin vào bản thân của mình. Hay là như vậy, mình cho cậu
Một lời khuyên rất không chuyên nghiệp này. Cái gì vậy? Chút say mình. Ngốc quá. Cắt.